ồn quá. Đây con này là con cái nhá. Màu đu rong đang bắt đầu lên màu đu rong đậm nhá mọi người nhá. Mấy hôm nay nếu mà phơi nắng mấy hôm là sẽ bắt đầu chuẩn bị ra màu đu rong đậm luôn. Nó sủa hai con bên kia kìa. Thần kinh con này nó căng lắm. Cắn căng. Đai lông đen đã bắt đầu ra này mọi người nhìn này. Sống lưng nó đã bắt đầu chuẩn bị ra màu đu rong rồi. Mấy nữa thôi. Con này ra là ra đu rong ánh đỏ. Tai ke chúc vào nhau luôn. Không ngồi yên được một tí nào ạ. Đây mọi người nhìn này, tai ke. Con này rất là đẹp, người già trưởng chó. Nếu mà anh nào nuôi sinh sản thì rất là hay. Bố là con Maximus nhập Mexico 47 cân. Còn mẹ thì là VK 40 cân. Nên là phả bố mẹ đều trên 40 cân luôn. Nên là trạng của con đàn con sau này nó rất là to. Mà tai nó ke chúc như thế này rất là đẹp luôn ạ. Gầm lên xì luôn. Con kia nó còn sang đây. Nghịch quá. Nào. Ơ, hay nhở. Cắn nhau thật đấy. Lông bóng xít luôn này, các anh này. Chân cao dài lắm. Đợt này thì em đang xuất nhiều lắm. Nên là con này mà anh nào bắt thì em sẽ để giá mềm hơn nhé. So với đàn nhé. Bố mẹ thì phả khủng hay rồi nên là mọi người hoàn toàn yên tâm rồi. Đây, dáng nó ngồi đây này. Dài chưa? Tai ke chúc vào nhau luôn này. Con này mấy nữa anh các anh mà nuôi tầm hơn một tuần hai tuần nữa nó ra cái lông đen ra đu rông ấy thì màu đẹp thôi rồi luôn. Bây giờ thì nó chưa lên cái màu đậm của nó thôi, nhưng mà được cái quả tai ăn tiền tai ke thôi rồi. Rồi ôi nghịch nghịch thế nó chạy. Cho mọi người xem cái tai của nó mà cứ gì sang nó lại chạy mất nhở. Đây tai ke đây các anh xem, rất là nghịch luôn. Tuấn Tuấn ơi, bum 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 bum. Đây tai ke ạ. Đây giá mềm cho mọi người nuôi sinh sản và thích bố mẹ khủng và to ạ. À, xin chào mọi người.